Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Mới giữa tháng 4 mà showbiz lắm biến quá, đầu tháng thì Ngọc Trinh bị mất 13 cái đồng hồ 15 tỷ đồng, rồi đến đại chiến nằm giữa cô với Na Thần tiếp đến mới đây là vụ dàn sao vi bất thình lình bị gọi tên trong drama của vợ ông Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên. Chuyện là bà Phương Hằng, vợ Dũng, lò vôi, đã làm nổ lên cuộc tranh cãi dữ dội khi gọi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vbix thậm chí cả những cái tên lão làng như nghệ sĩ Hoài Linh, Kỳ Duyên, Thanh Hà là đám nghệ sĩ. Ngay lập tức, Trịnh Kim Chi, Trang Trần, Bảo Anh cùng nhiều nghệ sĩ VBIX đã nêu quan điểm và nhập cuộc chiến căng đét này. Cuộc chiến với những diễn biến căng đét của Phương Hằng và dàn sao VBIX náo loạn mạng xã hội ngày cuối tuần. Sáng ngày 16 tháng 4, bà Phương Hằng đã livestream để bày tỏ bức xúc trong lùm xùm với Võ Hoàng Yên. Đáng nói trong lúc bức xúc, bà đã gọi thẳng tên một số nghệ sĩ trong Vix và dùng lời lẽ khinh miệt, sự việc như vậy mà đám nghệ sĩ không ai lên tiếng bên vực ông Yên hết vậy. Nhiều người thắc mắc lắm. Bản thân những người đó được ông Yên chữa bệnh có hết không? Tại sao không lên tiếng đi? Vậy là sao? Tôi không muốn động chạm, nhưng tôi mà động vào là nổ ra thêm một ổ nữa nhé quý vị. Cuộc đời đôi khi cũng phải có những người khùng khùng như tôi mới chơi lại được với lũ này nghệ sĩ hoài linh từng gặp gỡ võ hoàng yên bà phương hằng vợ ông dũng lò vôi gây bức xúc khi gọi nam danh hài cùng một số ngôi sao khác là đám nghệ sĩ giữa lúc dư luận đang bàn tán tối cùng ngày bà phương hằng lên tiếng giải thích tôi không phải là diễn viên tôi là nhà doanh nghiệp nên tôi không phải uống lưỡi bảy lần hay tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới đi ra diễn trước công chúng như các diễn viên đã diễn trên sân khấu tôi nói đám nghĩa là trong ba bốn người thì gọi là đám đông không phải là tôi cố ý chỉ trích hay gì. Bà Phương Hằng đã lên tiếng đáp trả và nói rõ chuyện phát ngôn đám nghệ sĩ. Đáng nói, vợ Dũng lò vui còn cho biết bà rất quý mến nghệ sĩ Hoài Linh nhưng phải lên tiếng để mong dàn nghệ sĩ giúp công khai sự thật với công chúng. Trong buổi livestream gần đây, bà Phương Hằng liên tục nhắc đến nghệ sĩ Hoài Linh, tôi sẽ cho quý vị biết mối quan hệ giữa Hoài Linh với ông Võ Hoàng Yên như thế nào. Dù cho có thần tượng, dù cho có là phan cuồng thì cũng nên nhìn ra đâu là thật đâu là giả, đừng cuồng đến mức quên đi đồng bào, quên đi những người sống trong cảnh khốn khổ. Trước phát ngôn của bà chủ khu du lịch Đại Nam, Trang Trần, Bảo Anh cùng nhiều sao vi đồng loạt thể hiện quan điểm. Trong khi Bảo Anh cảm thấy buồn và tự ái khi bị gọi là đám nghệ sĩ, nhưng vẫn thông cảm với bà Phương Hằng. Ngày 15 tháng 4, Bảo Anh nêu quan điểm cá nhân khi bị xúc phạm là đám nghệ sĩ. Chiều ngày 17 tháng 4, ca sĩ Minh Quân cũng nêu quan điểm về chuyện bị gọi đám nghệ sĩ, anh hoàn toàn không đồng tình với cách nói chuyện khinh thường nghề nghiệp của người khác của bà Hằng, dẫu có là thằng đàn con hát, ba gác, xe ôm, bán hàng online, ô xin, bún đậu hay tậu lò tôi vôi thì cũng đều phục vụ cho nhu cầu của xã hội, phát triển đất nước. Đại ra có thể lắm tiền, nhưng không có quyền khinh thường nghề nghiệp của người khác. Tối ngày 16 tháng 4, Trang Trần vô cùng bức xúc khi nghe những lời lẽ của bà Phương Hằng trên livestream, nghệ sĩ đâu có xin tiền của cô. Đừng nói như vậy. Người thông minh không bao giờ nhắc tên người khác trong câu chuyện của mình. Liên tục bị bà Phương Hằng gọi tên và khiêu khích, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc này. Sau lùng xùm, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã gây xôn xao dư luận khi nói Phương Hằng đã đụng vô ổ kiến lửa vì gọi tên hàng loạt nghệ sĩ đình đám Vbiz vào lùng xùm ngay trên sóng livestream, vợ ông Dũng lò vôi đáp trả với lời lẽ gay gắt, quy trục và suy diễn, Trịnh Kim Chi nói tôi đụng vô ổ kiến lửa thì chính cô ấy tự ví tất cả mọi người là côn trùng, bò sát chứ tôi không nói nha quý vị. Trịnh Kim Chi là cái thá gì mà bày đặt hất mặt hăm dọa rằng, cô hàng đụng vô ổ kiến lửa. Mọi người tự coi mình là côn trùng cắn xé lẫn nhau đó. Đừng hù Nguyễn Phương Hằng này. Tôi là nạn nhân, tôi là người bị lừa nên tôi không sợ ai hết biến căng nhất của bà Phương Hằng, vợ ông Dũng, lò vôi với dàn sao Vbiz là cuộc đáp trả không ai chịu nhường ai cùng cựu người mẫu Trang Trần. Câu chuyện bắt đầu vào tối ngày 16 tháng 4, Trang Trần đã mở livestream để chia sẻ quan điểm về chuyện bị gọi là đám nghệ sĩ. Cô vô cùng tức giận, tự dưng cô Phương Hằng cô livestream nói cái bọn nghệ sĩ mình nghe buồn ghê. Mình rất thích cô Hằng từ trước đến giờ, nhưng tự dưng mình không phải nghệ sĩ mà nghe xong quay 180 độ anti fan cô luôn trời ơi cô làm như cô mẹ thiên hạ vậy cô cô muốn ai cũng phải nói theo ý cô người ta được quyền thích hoặc không thích thích thì người ta nói không thích thì người ta không nói kể cả người ta có vấn đề gì mất tiền là tiền người ta đâu phải tiền cô đâu khỏi hay không cũng không phải chuyện của cô nếu cô thông minh cô không mất từng đấy tiền đâu đừng lôi người khác vô chú hoài linh cũng là thần tượng của tôi nhưng không phải vì là idol mà tôi bên tôi bị đau lưng chỗ nào nói chữa được là tôi đến mất tiền của tôi chứ đâu mất tiền của cô cô giỏi cô thông minh thì cô không bị lừa tự dưng chân tiền cho người ta rồi bảo người ta lừa tôi không bên ai nhưng tự dưng gọi cái bọn nghệ sĩ nghệ sĩ đâu có xin tiền của cô đừng nói như vậy người thông minh không bao giờ nhắc tên người khác trong câu chuyện của mình chưa đầy 24 giờ sau, bà Phương Hằng đã có cách gọi trang trần đầy miệt thị và gây phẫn nộ khi đáp trả với lời lẽ gây gắt quá đà, động trạm đến nghề nghiệp. Em ơi em có chửi chị một nghìn lần chị vẫn xinh đẹp, chị vẫn ở trong lòng công chúng cho nên em không có cửa đâu. Chị không có bán hàng online giống em mà ăn nói tục tiểu như em. Chị không bán đậu phụ mắm tôm, bán hàng online. Mà em được cái gì? Trời sinh em ra để có cái miệng chửi thiên hạ cái miệng của em tạo nghiệp. chị không ân oán gì với em mà em có chửi chị thêm một nghìn lần nữa thì em vẫn là con trang khàng, cái con đi bán đồ online thôi. cũng không hơn gì được chị đâu em ơi. suốt đời chửi chị thì chỉ mãi là cái bóng của chị. xúc phạm chị nữa chị gửi đơn lên công an. lý do gì? em ghen dùng hay em bị điên? lâu lâu phải có người chửi lại em chứ không thôi em chửi thiên hạ em quen miệng chị không biết nói tục giống em, ăn tục nói phép cũng là con đi kiếm tiền lẻ thôi mà bày đặt. Drama giữa Trang Trần và bà Phương Hằng vẫn chưa đi đến hồi kết. Trước thông tin bà Phương Hằng muốn kiện tụng và nhờ pháp luật can thiệp, Trang Trần phản hồi luôn, cô kiện tụng cô cứ kiện, cháu ngồi đây cháu vẫn giỏi theo chứ cháu có làm gì đâu. Sao cô lại bảo cháu là con bán bạc lẻ? Cháu bán bạc lẻ thì cháu cũng đâu đến xin tiền cô để sống đâu cô. Cháu có bán bún đậu bạc lẻ, bán online bạc lẻ thì cháu cũng sống bằng tiền của cháu cô ạ, à, cháu chưa đến xin cô đồng nào, cháu nghèo hơn cô thật, cháu đeo hộp xoàn giả thật cô ạ à, nhưng cháu cũng không xin tiền cô, tự dưng cô lại lôi cái nghề nghiệp bán bún đậu của cháu, mỗi người một số một kiếp cô ơi. Hiện tại, những chia sẻ của bà Phương Hằng vẫn đang thu hút sự chú ý của công chúng. Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc và khó chịu khi bà dùng những lời lẽ nặng nề thô tục và thái độ thách thức với dàn nghệ sĩ việt ngoài ra cách gọi những tên tuổi lớn trong làng giải trí như nghệ sĩ hoài linh kỳ duyên là đám nghệ sĩ là thiếu tôn trọng và miệt thị quá đà